Có một nhà văn đã viết về những con ngõ của thủ đô Hà Nội với một tấm lòng đầy trân trọng. Ngõ Hà Nội, dù là 17 hay 1.000 năm tuổi, cũng là một ngõ phố của tình yêu đầy uẩn ức. Và trong chương trình S Việt Nam lần này, chúng tôi mời quý vị và các bạn hãy cùng khám phá những điều đặc biệt về ngõ Hà Nội. Chúng ta đang tìm hiểu về một trong số những điều rất đặc biệt của những ngõ Hà Nội. Và một trong những điều đó là những ngõ có bề rộng cực kỳ khiêm tốn. Và đó chính là con ngõ có địa chỉ 14 ngõ gạch. Các bạn biết không, tôi đang ở trong số 14 ngõ gạch đây. Và nếu như lần đầu tiên đi ở trong ngõ này, chắc hẳn các bạn cũng cùng chung một tâm trạng với tôi, đó là hơi sợ một chút. Bởi vì ngõ rất là chật, rất là sâu và rất là tối. Và lúc này tôi đang tự nhủ nếu như mình dắt theo một chiếc xe máy hoặc là một chiếc xe đạp, và ở phía bên kia có một người đi ngược lại tôi, thì không hiểu là hai bên sẽ tránh nhau như thế nào đây. Và tại sao chúng ta không cùng thử làm xem thế nào nhỉ? Đây chính là lần thử nghiệm đạp xe đầu tiên của tôi. Và ngõ này nó quá chật để đến mức là chúng ta có thể dắt được vào một cách tự nhiên, mà tôi phải ngồi trên xe, hai tay thì phải vịn ở hai bên bờ tường như thế này. Và chắc chắn là nếu như có một người đi ngược chiều lại phía tôi thì một trong hai chúng tôi sẽ phải bỏ cuộc thôi, vì cả hai sẽ không thể nào cùng đi qua được con ngõ này. Chắc cháu hỏi là ở ngõ nhà mình thì có bao nhiêu hộ dân sinh sống tất cả ạ? Có hơn 100 hộ. Ôi, thật á? Ngõ bé thế này, cháu không thể tin được. Ngõ bé này làm sao mà đủ được 100 hộ ạ? Đâu, có hơn 100 hộ đấy. Ông ơi, khi mà mình di chuyển ở trong ngõ này thì xe máy mình làm thế nào để có thể dắt vào được ạ? Tức là vào trong ngõ này không vào được. Chỉ có xe đạp đi vào được thôi. Dạ vâng. Chứ xe máy phải đi gửi. Thế cũng bất tiện đúng không ạ? Thế nếu như mà bất tiện thế thì tại sao mình lại không nghĩ đến việc chuyển đi ạ? Chuyển đi làm gì? Cái đất của nhà mình, ai chả bỏ đất có thủ công súng hỏa bá. Nhà mình là nấu bếp ở ngay ngoài hành lang này ạ? Vì nhà mình quá chật nên đâm ra là mọi thứ, đồ đạc các thứ được kê rất là gọn gàng và ngăn nắp. Những ngõ nhỏ phải bật đèn cả ngày lẫn đêm là nét riêng độc đáo của thủ đô, là cái sâu lắng nhất, gợi nhớ nhất về Hà Nội. Vậy là chúng ta đã biết một trong số những đặc điểm nổi bật của ngõ Hà Nội rồi, đó là những ngõ chật nhất. Và bây giờ thì hãy cùng tôi khám phá những đặc điểm tiếp theo nhé. Lúc này thì trời cũng đã tối rồi và tôi cảm thấy khá là đói bụng. Và tại sao chúng ta không cùng ghé thăm ngõ Cấm Chỉ, hay còn có tên gọi khác là phố Tống Duy Tân, con phố ẩm thực nổi tiếng của thủ đô Hà Nội, và cùng ăn một chút gì đó nhỉ? Bước chân vào phố ẩm thực Tống Duy Tân, một không gian của ẩm thực Hà Nội được bày ra trước mắt du khách. Các bạn thân mến, không biết lúc này các bạn thế nào nhưng mà tôi thì cảm thấy quá đói bụng rồi và tôi sẽ không chần chừ gì nữa. Tôi phải ăn ngay món gà tần đặc biệt này. Các bạn biết không, gà tần ở Tống Duy Tân rất là nổi tiếng đấy, và hầu như mỗi một du khách khi mà đến thăm phố ẩm thực này thì đều chọn cho mình món gà tần. Ngõ Hàng Hành cũng là một trong những địa điểm nổi tiếng của những người thích uống cà phê trong một không gian nhộn nhịp và gấp gáp. Tuy nhiên, đôi khi người ta cũng cảm nhận được những giây phút rất lắng đọng ở khu phố Tây này. Còn ngõ Hàng Chai là địa điểm mới nhưng đã được giới trẻ rất yêu thích. Ở đây chuyên bán những món ăn vặt như ngô luộc, nem rán, mực nướng. Và lúc này thì tôi đang có mặt tại ngõ Hàng Chai và thưởng thức cốc nước ngô mát lịm. Và các bạn cũng thấy đấy, ngõ Hà Nội dù ồn ào hay lặng lẽ vẫn luôn luôn thầm lặng chứng kiến sự đổi thay của thời cuộc. Và mỗi người con Hà Nội khi đi xa vẫn luôn luôn nhớ về ngõ Hà Nội như một phần của cuộc sống, như bầu không khí mà chúng ta vẫn hay hít thở hàng ngày. Và nếu các bạn có điều kiện ghé thăm thủ đô Hà Nội, hãy đừng quên ghé thăm những con ngõ đặc biệt của thủ đô Hà Nội nhé.